Gừng đen hiện tại bây giờ mình đã có một gừng đen khô như thế này để cho cô chú anh chị dùng nó tiện hơn. Với giá thành hiện tại bây giờ là 300.000 đồng cho một cân. Còn đối với gừng đen tươi thì giá là 150.000 cho một cân. Gừng đen tươi thì mọi người có thể về làm giống. Chúng ta muốn trồng thì có thể lấy cái đó chúng ta trồng luôn. Còn cái khô này thì không có trồng được. Khô này chúng ta có thể sử dụng luôn. Là nó làm thành phẩm. Và gừng đen này chúng ta hãm nước uống thì giúp làm giảm mức tỷ trọng cholesterol, hỗ trợ cho những người bị bệnh tiểu đường, giúp làm tăng tiết insulin cho tuyến tụy của những người bị bệnh tiểu đường nữa. Gừng đen có tính chất kháng viêm khá là tốt. Đối với loại gừng đen phơi khô này thì chủ yếu chúng ta sẽ sử dụng bằng cách là chúng ta lấy cái lát gừng này chúng ta hãm với nước chúng ta uống. Những người mà bị bệnh, bệnh sỏi thận thì sử dụng cái nước uống của gừng đen này cũng rất là tốt giúp bài trừ cái sỏi đó đi. Ngoài ra nó còn giúp thanh lọc cơ thể loại bỏ cái máu độc và phòng trừ khí độc loại bỏ cái mụn trong cơ thể của chúng ta còn đối với gừng tươi thì chúng ta có thể cạo vỏ sạch đi xong đó đập nát ngâm rượu và chúng ta có thể ngâm chân tay hoặc là chúng ta có thể lấy cái rượu đó chúng ta uống cũng vẫn được và giá thành hiện tại loại tươi là 150.000 và khô như thế này là 300.000 đồng cho một cân thì cô chú anh chỉ có nhu cầu về cái gừng đen gừng tươi hoặc là khô thì có thể liên hệ mình theo cái số điện thoại mình có để trên màn hình 0971858882 Đồ đó mình có zalo luôn thì cái giường này thì bên mình làm rất là khô rồi cho nên cô chú anh chị yên tâm khô thì tất nhiên là nó sẽ cứng cho nên là khi mọi người hãm vào nước hoặc là chúng ta đun lên thì nó sẽ mềm ra nhưng mà khi mà khô nó rất là cứng như thế này rồi mọi người có thể yên tâm và để bảo quản thoải mái